Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3, tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025, 15 năm thực hiện điều lệ Đảng 2011-2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và thi hành điều lệ Đảng trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tỉnh Hòa Bình đã nghiêm túc tổ chức phổ biến nghiên cứu học tập quán triệt, triển khai các quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các nội dung trong quy định, hướng dẫn để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện nhất quán từ tỉnh đến cơ sở. Công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng đạo đức được đặc biệt chú trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được thực hiện quyết liệt. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng được tăng cường, kỷ luật kỷ cương trong đảng được siết chặt, pháp luật nhà nước được đề cao, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. Qua 15 năm thực hiện điều lệ đảng, cấp ủy các cấp, các đảng đoàn, ban cán sự đảng đã phổ biến quán triệt, triển khai nghiêm túc kịp thời, sửa đổi, bổ sung các quy định quy chế để phù hợp với các quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng. Luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, để lãnh đạo, chỉ đạo, thi hành điều lệ đảng, với nhiều kết quả tích cực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận những kết quả đạt được, các hạn chế và nguyên nhân, chia sẻ những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phân tích dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Hòa Bình năm 2024 sẽ được tổ chức với hội thi cấp huyện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2024. Hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong một ngày, diễn ra trước ngày 12 tháng 5 năm 2024. Hội thi gồm hai nội dung là thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thi thực hành chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đơn vị được giải nhất cấp tỉnh được lựa chọn tham dự hội thi khu vực 1 tại tỉnh Thái Nguyên. Thông qua hội thi nhằm bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ, cứu người, cứu tài sản của các thành viên trong các hộ gia đình thuộc Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, đưa hoạt động của Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của các địa phương trong tỉnh đi vào thực chất, phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý tình huống cháy nổ tại khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, đây cũng là dịp để người dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quý 1 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh ước đạt 22.290.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Sở Công Thương, hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng cao do là thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn nên lượng hàng hóa bán ra tại các siêu thị, đại lý, các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh tăng hơn so với những ngày thường. Sức mua chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng lương thực thực phẩm, quần áo, giày dép và các hàng hóa thiết yếu phục vụ dịp Tết. Với nhiều giải pháp được triển khai hiệu quả, chất lượng hàng hóa đảm bảo, mẫu mã phong phú đa dạng, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Để phát triển thương mại dịch vụ, thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nắm bắt tình hình cung cầu, đảm bảo ổn định thị trường tiêu dùng.
Thời gian qua, huyện Lạc Sơn đã đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Đến nay, huyện Lạc Sơn đã thu hút được 138 công ty doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động ở địa phương. Bên cạnh đó, huyện Lạc Sơn quan tâm phát triển kinh tế tập thể. Hiện nay, toàn huyện có 60 hợp tác xã với gần 730 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 840 lao động. Qua đó góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của huyện đến cuối năm 2023 đạt hơn 60 triệu đồng một năm. Năm 2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp hợp tác xã, giúp doanh nghiệp hợp tác xã yên tâm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững. Năm 2023, huyện Lương Sơn là huyện đang dẫn đầu về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với 169 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhằm phấn đấu trong năm 2024, có 90 người đi xuất khẩu lao động. Huyện Lương Sơn đang tập trung phối hợp với các công ty, đơn vị tư vấn tuyển dụng lao động, tổ chức tư vấn tuyển dụng lao động tại các địa phương, gia đình, chủ động rà soát, lập danh sách các lao động có tiềm năng để tập trung tuyên truyền, cập nhật thông báo các thông tin về đơn hàng thị trường lao động cho người lao động. Đặc biệt hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang có chương trình hỗ trợ người lao động đi xuất khẩu lao động, được vay 100 triệu đồng một trường hợp, không phải thế chấp. Bên cạnh đó, các địa phương có các hoạt động hỗ trợ chi phí đi lại, đào tạo, nâng cao tay nghề sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đến nay, toàn tỉnh có gần 8.000 hecta mía, năng suất bình quân 72 tấn một hecta, tổng sản lượng trên 600.000 tấn, trong đó diện tích mía ăn tươi khoảng trên 6.000 hecta. Đã hình thành một số vùng sản xuất mía ăn tươi chủ lực có chất lượng và thương hiệu tại địa bàn các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn và Kim Bôi. Niên vụ 2022-2023, giá mía bán tại vườn từ 7 đến 9.000 đồng một cây, mỗi một hecta mang lại nguồn thu nhập từ 200 đến 250 triệu đồng. Để nâng cao giá trị của cây mía, phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía ăn tươi, ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương định hướng rõ vùng trồng, cơ cấu giống mía để giữ vững diện tích, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án nuôi cấy mô với cây mía trắng, đề xuất thay thế toàn bộ giống bằng giống mía tím nuôi cấy mô trên tất cả diện tích mía trong tỉnh, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở chế biến sơ chế, chủ động trong việc kết nối hỗ trợ các hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất mía, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024 truyền tải thông điệp nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Từ đó có hành động cụ thể, thiết thực, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người dân Việt Nam. Gia đình bà Nguyễn Thị Nậu ở tổ 3 phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình có 4 thế hệ cùng chung sống. Dù năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng bà Nậu vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương, của chi hội phụ nữ ở khu dân cư, nên bà luôn là tấm gương để con cháu học tập. Nhiều năm nay, gia đình bà luôn đạt gia đình văn hóa và là gia đình hạnh phúc tiêu biểu ở khu dân cư, có nhiều người được học hành thành đạt. Tôi sống với gia đình con là đến thế này là 4 thế hệ rồi. Tôi sinh được 2 đứa con trai. Thế mà bây giờ các con tôi thì đứa nào cũng trưởng thành, con cháu cũng học hành cũng tốt cả. Tôi bây giờ là tôi cứ muốn là các cháu sau này luôn luôn là quây quần bên nhau, luôn luôn đoàn kết, các thế hệ sau này là luôn đoàn kết với nhau. Những năm qua, việc xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh được hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về gia đình trẻ em. Vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội với nhiều hình thức phong phú. Nhiều hoạt động như chăm sóc các tuyến đường hoa, đường cây phụ nữ, chỉnh trang nhà cửa, treo cờ tổ quốc, thi nấu ăn, bữa cơm gia đình, giao lưu gắn kết yêu thương đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc. Số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa luôn đạt tỷ lệ cao. Năm 2023, toàn tỉnh có 191.833 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88,3%.
ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024 thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình cũng đã tổ chức các hoạt động, cũng nhiều hoạt động kỷ niệm để hướng tới các ngày trọng đại của hội. Đặc biệt thì đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thì cũng đã xây dựng tổ chức đồng diễn dân vũ với trên hơn 200 hội viên tham gia và các tiết mục dân vũ của các hội viên, và tổ chức các trò chơi dân gian, đặc biệt là có trò chơi kéo co, trò chơi đập bịt mắt bắt vịt và bịt mắt đập lợn. Thì đây cũng là những cái trò chơi mà thể hiện một cái sự đoàn kết cũng như là gắn kết đối với các toàn thể hội viên trên địa bàn của phường. Quan tâm chia sẻ là chìa khóa giúp mỗi cá nhân gia đình có được cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc là thứ nhỏ bé mà đôi khi chúng ta quên tận hưởng hàng ngày. Vì vậy, hãy luôn chăm sóc bản thân thật tốt, biết ơn những gì mình đang có, để mỗi ngày đều là ngày quốc tế hạnh phúc. Chúng tôi cũng thực hiện tốt cái chủ đề đối với ngày quốc tế hạnh phúc, đó là hạnh phúc cho mọi người. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã triển khai đến 15 chi hội phụ nữ. Qua đó thì hội viên nhận thức được rõ các cái nhiệm vụ về văn hóa, chính trị, xã hội của địa phương và xây dựng một xã hội ngày càng văn minh, thực hiện tốt cái nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc. Phường đạt chuẩn về văn minh đô thị và đạt các cái tiêu chí về gia đình văn hóa trên địa bàn phường. Ngày 20 tháng 3, ngày quốc tế hạnh phúc với chủ đề Hạnh phúc cho mọi người, như một lời nhắc nhở để tất cả mọi người mở rộng tấm lòng yêu thương, đồng cảm, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng nhau, trao cho nhau những nụ cười, những lời chúc tốt đẹp, nương tựa vào nhau để hướng tới một trong những giá trị lớn nhất của đời người là hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhân lực y tế tuyến xã có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe tuyến ban đầu cho nhân dân, đặc biệt là trong công tác y tế dự phòng. Những năm qua, mặc dù đã có sự quan tâm của nhà nước, tuy nhiên hiện nay, một số trạm y tế trên địa bàn tỉnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế chưa đồng bộ, nguồn nhân lực tuyến y tế cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Phóng sự được thực hiện tại huyện Yên Thủy. Tường nhà bị ngấm nước, bong chóc, thiếu trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân địa phương đang là thực tế hiện nay của trạm y tế xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy. Do được đầu tư xây dựng từ năm 2005, cơ sở vật chất của trạm y tế xã Hữu Lợi đã xuống cấp và chật chội, nên việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ y tế ở đây gặp khó khăn. Để được đáp ứng được đúng theo cái tiêu chuẩn của cái y tế quốc gia thì cũng không đảm bảo theo yêu cầu. Bởi vì là các phòng thì hầu như là chúng tôi đều bị phải ghép các phòng chức năng vào để thực hiện cái công tác chăm sóc sức khỏe và công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Rồi cơ sở vật chất, trang thiết bị mà được đầu tư nó cũng gần như là cũng đã cũ rồi, cũng không thể đáp ứng được cái nhu cầu khám sức khỏe cho nhân dân. Hiện nay, huyện Yên Thủy có 11 trạm y tế xã thị trấn, trong đó có 1 trạm xuống cấp, 4 trạm y tế đầu tư chưa đồng bộ. Hầu hết các trạm y tế có hệ thống xử lý chất thải y tế chưa đảm bảo. Toàn huyện mới có 1 trạm y tế được trang bị máy siêu âm. Các trạm chỉ được cấp các loại thuốc cơ bản theo danh mục của bảo hiểm, nên việc điều trị bệnh cho nhân dân khó khăn. Bên cạnh đó, hiện nay, trình độ chuyên môn của đội ngũ y tế cơ sở còn hạn chế. Với tổng số 97 cán bộ y tế cơ sở, trong đó mới có 10 bác sĩ, chiếm tỷ lệ trên 10%. Việc thu hút nguồn nhân lực ngành y tế làm việc tại các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Yên Thủy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nên tuyến y tế cơ sở chưa phát huy được hết khả năng và vai trò chăm sóc sức khỏe tuyến ban đầu cho nhân dân. Thực hiện theo cái thông tư 03 của Bộ Y tế về sắp xếp về y tế cơ sở, nhiều trạm là cũng sắp xếp lại thì cũng thừa, trong toàn huyện cũng thừa khoảng gần 20 cán bộ. Đấy, trong khi đó trạm thì bây giờ cán bộ đã được thu gọn, cái đấy là khó khăn để là cái nâng cao cái chất lượng khám bệnh và chữa bệnh. Trạm y tế Yên Thủy đã cử các kíp các cán bộ đi cập nhật và đào tạo thêm chuyên sâu để làm sao mà phục vụ cái nhu cầu ngày càng cao của người dân. Y tế tuyến xã thị trấn là tuyến y tế ban đầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục quan tâm đầu tư của nhà nước, huyện Yên Thủy đang lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị y tế theo hướng chuẩn hóa của các trạm y tế, tăng cường huy động sự tham gia đóng góp của các tổ chức cá nhân xây dựng cơ sở hạ tầng trạm y tế,
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe, tăng cường xã hội hóa, đầu tư cho y tế, tập trung phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân địa phương. Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025, 15 năm thực hiện điều lệ Đảng 2011-2025. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19:45 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ.